Nay trời mưa từ sáng tới giờ cả nhà, mưa quá trời mưa luôn. Thành phố là đang mưa dữ lắm, giờ buồn quá cả nhà, không có gì ăn, không ra đường được. Cái này mì gói nè, Nga bóp ra nè. Cái này là bột chiên giòn á. Bột chiên giòn. Rồi trứng gà. Cái này là hành. Cái này là sướng. Tiêu không có nêm gia vị nha cả nhà, rồi trộn đều lên, bắt bắt cái chảo lên nè, chút nữa mình chiên chiên ăn với tương cà tương ớt cả nhà ơi. Buồn miệng quá, mưa lớn lắm cả nhà, trộn đều lên nha cả nhà, đừng có cho nước nha, không có cho nước gì hết trơn nha, bột và xài bột khô nha, có trứng gà đó cả nhà. Rồi mình trộn đều lên, bây giờ mình chiên, rồi mình cho vô cái chảo cả nhà, xong mình lấy cái giá, cái xẻng á, cái đó mình làm vậy nè đó nha, mình đè cho nó dẻ lại, bắt đầu là mình lửa nhỏ nhỏ thôi nha cả nhà. Đây nè, lạp xưởng nè, hồi nó Nga cho lên trong này là có lạp xưởng rồi nha cả nhà, nhưng mà Nga thích ăn vậy đó, nó ngon.